Tường trân trọng kính chào quý vị đại biểu, quý vị quan khách đang có mặt tại Bưu điện Văn hóa xã An Phước cùng chúng tôi ngày hôm nay để tổ chức buổi lễ khai trương chuỗi cửa hàng tiện ích V21. Vâng, và đến với buổi lễ khai mạc các ban khánh thành ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Anh là trưởng ban phân phối truyền thông Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Ngọc là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Cường là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Phân phối và Bán lẻ BT. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Đình Duy là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Cảnh là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Minh Hùng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phụ trách khối văn hóa xã hội. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Sơn là trưởng công an xã. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Nhân, Bí thư đoàn cơ sở xã. Và tiếp theo sau đây xin được kính mời ông Nguyễn Thế Anh là trưởng ban phân phối truyền thông Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lên sân khấu có đôi lời phát biểu và đọc diễn văn khai trương. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho chính quyền địa phương xã của An Phước thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên của Bưu điện tỉnh Đồng Nai cùng các anh chị lãnh đạo của các đối tác Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Thay mặt cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ sự cảm ơn chân thành sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ khai trương hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi V21 của Bưu điện Việt Nam. Thưa quý vị, điểm văn hóa xã là một điểm giao dịch phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng được Đảng và Nhà nước giao cho Bưu điện Việt Nam quản lý, duy trì và quản lý. Để duy trì quản lý thì Bưu điện Việt Nam trong thời gian vừa qua đã phục vụ tốt các nhiệm vụ về chính trị của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, xã cũng như huyện tỉnh của Đồng Nai trong thời gian vừa qua. Điểm văn hóa xã Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đóng góp những các cái chương trình rất hữu ích, mang lại cái lợi ích cho cộng đồng cũng như là cho người dân ở trong khu vực. Đặc biệt đối với Đồng Nai là một trong những khu vực mà văn hóa xã đã phát huy tốt lợi thế của mình với mục tiêu là lấy kinh doanh để phục vụ. Trong thời gian tới, tổng ty định hướng và chủ trương là văn hóa xã sẽ phải tiếp tục phát triển để làm sao văn hóa xã sẽ trở thành một trong những cầu nối giữa chính quyền địa phương, giữa doanh nghiệp để đưa các cái sản phẩm, dịch vụ đến với bà con nông dân. Thì với chủ trương đó, thì trong thời gian vừa qua, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng với các bưu điện tỉnh thành phố, trong đó cũng được tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp đối tác của Tổng Công ty để triển khai các mô hình dịch vụ mới về văn hóa xã, giúp cho bà con ở các xã trên toàn miền Trung Quốc và đặc biệt đối với tỉnh Đồng Nai cũng được sử dụng các cái sản phẩm dịch vụ do bưu điện cung cấp, các cái sản phẩm dịch vụ của đối tác mang đến thông qua hệ thống bưu điện và đón nhận cái thời cơ mới trong thời gian tới để phát huy hơn nữa cái vai trò của văn hóa xã trong cộng đồng làng xã cũng như là thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Công ty BTCOM là đơn vị đối tác của Tổng Công ty để thực hiện các chương trình mục tiêu của quốc gia là đưa hàng hóa Việt Nam về với nông thôn, người Việt dùng hàng Việt. Đây là một chương trình lớn do Đảng và Nhà nước đang thực hiện và Bưu điện là một trong những đơn vị cùng với các doanh nghiệp trên toàn quốc đang thực hiện cái nhiệm vụ này. Và việc ra đời hệ thống chuỗi bán lẻ V21
của bưu điện cùng với công ty Vinteco là một dấu mốc quan trọng để tiến tới việc hiện đại hóa, việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của bưu điện ở khu vực nông thôn cùng với chính quyền địa phương để làm sao khai thác hiệu quả cái điểm văn hóa xã. Kính thưa các đồng chí, kính thưa toàn thể các quý khách, thay mặt cho tổng công ty, tôi cũng gửi lời cảm ơn trân trọng, chân thành đến các đồng chí lãnh đạo của xã An Phước, cũng như gửi lời cảm ơn đến các chính quyền địa phương, các cấp từ tỉnh đến huyện đã góp phần chỉ đạo chính quyền địa phương xã phối hợp và hỗ trợ cho điểm văn hóa xã của bưu điện phát triển. Tôi cũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cũng như anh em đối tác của công ty Vinteco và các đối tác bạn đã chung vai cùng với bưu điện tỉnh, cùng với tổng công ty bưu điện Việt Nam để triển khai các sản phẩm dịch vụ hữu ích đến bà con nhân dân. Thay mặt cho tổng công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc cho cái chuỗi siêu thị tiện lợi V21 sẽ phát triển thành công và sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của bà con ở vùng xã An Phước. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Thế Anh. Và tiếp theo chương trình sẽ là nghi thức cắt băng khánh thành khai trương chuỗi cửa hàng tiện ích V21. Sau đây, nghi thức cắt băng khánh thành. Xin phép được bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu.